lại cha. Nếu có thể được, xin đừng để con phải uống chén này. Nhưng đừng theo ý con, mà xin theo ý cha. Trong giây phút này, Đức Giê-xu đang lo buồn vì chỉ ít phút nữa thôi, một môn đệ sẽ nộp người và một môn đệ khác nữa hứa quyết tâm theo người cũng sẽ chối bỏ người, còn các môn đệ khác thì đang chìm sâu vào giấc ngủ. Những người Đức Giê-xu yêu thương và lựa chọn, tất cả đều bỏ rơi người. Giê-xu Nazareth ư? Người ta đồn ông là vua. Thế ông là con cháu của vị vương đế nào? Ông chỉ là con của tên thợ mộc vô danh tiểu tốt. Ông không có lời nào bào chữa cho mình sao? Nhân danh Thiên Chúa hằng sống, tôi truyền cho ông phải trả lời. Chúng tôi đem tên Giê-xu Nazareth cho ngài. Giê-xu à, người đã nhạo báng vua Herodê và làm cho các thế phải run sợ đây sao? Thế các người tố cáo người này về tội gì? Hắn đáng phải chết. Hãy đưa ông ấy lại đây. Đi vào đóng đinh xử lý các người.
ngươi bao cho nữ tử Sion. Này vua, ngươi đã đến nơi rồi, ngươi khiêm nhu ngồi trên mình lừa, dân hô vang đồng thanh một lời. Đức Giêsu đứng dậy, cởi áo ngoài ra,
lấy khăn mà thắt lưng và rửa chân cho các môn đệ. Nếu ta là thầy và là Chúa của các con mà ta còn giữa chân cho các con, thì các con cũng hãy giữa chân cho nhau, cùng hãy giữa chân cho nhau. Ta ban truyền một điều luật mới là các con hãy yêu thương nhau, thương yêu nhau như chính thầy thương yêu các con, thương yêu các con. Nếu ta là thầy và là Chúa của các con mà ta còn giữa chân cho các con, thì các con cũng hãy giữa chân cho nhau, cùng hãy giữa chân cho nhau. Thank you.
linh hồn con buồn lắm, nhưng sao cha nỡ bỏ con. Cha ơi, bây giờ con sợ lắm, linh hồn con chìm đắm trong sao xuyên với cô đơn trên đắng. Nếu được con khỏi uống, nếu được con khỏi uống, hồn con xin bao ưu phiền trên đắng. Lẽ nào con chẳng uống, lẽ nào con chẳng uống, xin vâng ý cha mà thôi. Ôi trên đắng đau thương, trên đắng thê lương, sao nhân loại vô tâm thế. Ôi trên đắng tội tình, trên đắng nhục hình và đau khổ của kiếp người. Anh em có thể cùng thầy một giờ sao? Thưa thưa thầy, tôi mơ lúc này thân cơ sâu đen lao đùa, vì chỉ ít mắt nửa thôi, một vô để sẽ mọi người và một vô để hết nữa, cứ thiết tâm theo người cũng sẽ trốn bỏ được. Còn các môn đệ khác thì đang chìm sâu vào giấc ngủ. Những người đức giê xu yêu thương và lựa chọn, tất cả đều bỏ ra người. Tôi không biết.
còn hãi hùng. Trời cứ thầm giá, mất mặt nào làm con ngã lòng. Trời cứ vỡ tan, sao con không dám nát tan vì sao con không dám dấn thân vì tin. Cõi mơ nào làm con xa rời. Mỗi lời nào làm con lấp vui. Sao con theo cái ác gian diệt vong. Sao con theo cái tối tăm đầy che. Ôi tiếng gà nào con gáy, nhắc đời con yếu hèn. Gà gáy, mang
sao không vào công việc của máu của người này. Các người hãy đừng lo lấy. Em ta đi vào trong công việc của các người. Mang bộ vô cho con hai. Khốn cho tôi, thà rằng ngày ấy đừng có chào đời, đừng có làm người. Khốn thân tôi thật, khốn cho tôi, thà rằng ngày ấy đừng có mặt trời, đừng có loài người. Ôi, sao tôi không chết đi trong vòng tay của mẹ, sao tôi không chết đi trong vành nỗi ngày nào, cái chết ngọt ngào êm ái giường nào. Thầy ơi, thầy ơi, qua nụ hôn giả dối, con là kẻ bạc tình, con đã đem đánh đổi bằng giá máu của thầy. Thầy ơi, thầy ơi, qua nụ hôn giả dối, con là kẻ nộp thầy, con đã đem nụ hôn đánh đổi bằng cái chết của thầy. Thank you.
xin hãy ủi ơi để
nhân chân thành để làm sáng bên ngoài trong đời sống chúng con.